Dạ, cho một mến chào cả nhà nhé. Hôm nay một đi đăng lưới cắm sao nữa cả nhà. Với lại bắt cộng về ăn tối mốt mồi. Bây giờ là một sẽ đăng lưới từ đây lên đó nè. Một tính đi bắt cộng mà một thấy có cá. Thấy cá cũng bộn quá cả nhà. Một sẽ đăng lưới. Bắt đầu đăng từ đây về lên cảnh. Xong đăng lưới xong rồi một bộ đó một sẽ đi bắt cộng. Trong quá trình đăng lưới thì một lát có cá với một bắt cộng đó. Một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình giăng đi để nước lớn không kịp cả nhà. Cái gì qua nó gỡ sao dối với ta. Rồi, một đăng lưới xong rồi, giờ một để đi bắt còng. Trời, khúc này cá sao còn đây cả nhà. Hồi đi bắt còng, lắc một đuổi nó lại. Bắt còng luôn. Lắc câu quá cả nhà. Bắt còng rồi nè, mình về mình câu. Còng xong lắc mình về, mình lại. Mình kéo lưới. To kìa, một cái. Bắt mấy con còng bự bự ra nó dễ chối. Phát. Vô. Phang 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 phang. Chó nó lội xuống, thấy mà. Dưới đây. Nó lội. Những con còng bự như vậy nè cả nhà.
Vậy luôn cả nhà, mình giăng húp lưới kia thì lâu húp này. Mình nghĩ ra cả nhà. Mình đuổi giờ lại coi được nhiêu được chứ sao giờ. Quá trời luôn. Mình dụ dụ cho dòng lên lưới luôn. Quá trời luôn. Không biết lần kia có không sao. Dòng cũng đầy quá trời luôn. Cá hình đen lưới luôn. Ủa hình cá hình đen bãi luôn. Mà lại tới đây sao giảm bớt rồi. Quá nãy quá trời luôn. Lặn hay quá. Lặn nó chui vô bớt hết giáo rồi. Còn mới này sắp sửa tới lưới rồi. Dáng mình dụ dụ đó cho nó bò tới lưới luôn. Như vậy luôn cả nhà. Rồi coi nó chui vô cẳng rồi kìa. Chui vô cẳng một con rồi nè. Để một bắt cái con này coi. Còn mình giúp cái vô cẳng không? Rồi coi. Ơi tới đây dọn ngược lại. Ơi. Đây dọn ngược lại. Con ở trong nó cẳng à. Rồi hay quá, cái chui ra đâu có tiêu rồi. Ấy dồi. Trời ơi. Hay thiệt, hay thiệt. Sắp sửa gì tới lưới rồi. Bậy luôn cả nhà ơi. Đó, con bậy lại lưới luôn kìa. Đó. Sẽ cho nó vào lưới luôn đi. Đó, là dính đó. Đó, nó lũi vô dính hết giáo rồi cả nhà. Lưới cứ chưa lớn nhiều, bây giờ một lên bắt cọc tiếp. Một lưới hết bầy này ra. Rồi bây giờ tới tay lưới của một cái văn nè cả nhà, lấy một đi bắt còng văn nè, giờ một kéo nha. Đó cá, đó trời ơi cá dính chùm chùm luôn. Còn tính nãy đi bắt còng không mà cả nhà, nhưng mà thấy cá có cá nè, giờ lấy tay lưới mê chưa. Bữa nay ít giác này. Đó chùm chùm luôn kìa. Lưới này cũng lâu lắm rồi nè, nó cũng cũ nữa nè, sảy mớ rồi đó. Còng dính luôn, lá cây giác dính túa xua luôn. Rồi, con còng này cũng dính luôn nè. Lưới của mọc bị yếu hay sao? Vô vậy giải ra. Đó. Cái này cho lũi luôn rồi. Nó dính ít quá vậy. Rồi, hôm nay dính cái to to không rồi cả nhà. Dính cộng được đại ha.
lúc mà. Cá gì mà mọc lúc. Thù la lần luôn nha cả nhà. Ôi ôi. Hugo á. Bây giờ về Mộc sẽ gỡ cá nha. Mộc sẽ gỡ cá, Mộc quay thành quả cho cả nhà xem. Nè cả nhà, rồi gỡ cá rồi. Chùm chùm luôn. Đi chưa? Rồi, bây giờ Mộc về tới nhà rồi. Mộc gỡ quả thì cá luôn rồi, dính đều lưới luôn. Mộc dính khúc này nè cả nhà. Đó. Rồi, Mộc bỏ đây Mộc gỡ nha. Gỡ cá xong Mộc sẽ quay thành quả cho cả nhà xem. Đây, bây giờ hai chồng của Mộc gỡ cá xong rồi cả nhà. Đây thành quả của Mộc hôm nay nè. Cái thùng còng của cha đâu rồi? Mộc đi bắt còng mà về câu quá cả nhà. Rồi Mộc thấy có cá nè, Mộc về một lượm ra lưới. Lượm ra lưới văng được như đây cá nè, cũng cắt mấy cái cá cả nhà. Nói chung mà ở dưới rừng này thì lấy xiên này có đồ ăn à. Như vậy nè. Vậy là ăn đâu có hết đâu. Đó, thì tại vì nước dông á, Mộc mắc đi làm đi cân ba khía không có mua đồ ăn, nước kém như vậy nè, Mộc sẽ làm và Mộc để lại đằng nước dông á ăn. Rồi clip của Mộc tới đây tạm dừng cả nhà. Cả nhà nhớ xem cho Mộc một like và một lượt đăng ký để ủng hộ Mộc và Mộc có tinh thần làm những clip tiếp theo cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.